Chào các bác quay trở lại kênh YouTube của mình channel. Có rất nhiều bác cũng đã gọi điện cho em để hỏi và xin tư vấn, cũng như cũng có bác đã mua những bộ dàn sao ba của Ecomat. Ngày nay thì em về hàng rất là nhiều những dòng sao ba cao cấp của Sony, hai mã hàng được ra mắt năm 2018 và tiếp tục sản xuất và bán trong năm 2019 là HTS 500 RF, và đây là HTS 500 RF, và bên cạnh đây là con HTS 700RF. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ có một cái clip so sánh rất là nhanh để các bác cùng phân biệt hai cái mã hàng này, cũng như là lắm lại cái thông số kỹ thuật của hai cái mã hàng mà được rất nhiều các khách hàng đã mua và lựa chọn trong thời gian vừa rồi các bác nhé. Rất mong là các bác tiếp tục nhấn subscribe ủng hộ kênh giúp em. Cảm ơn các bác. Chào các bác quay trở lại kênh cũ của mình channel. Em cũng có rất nhiều cái clip review đánh giá các cái dòng sao ba và cái mã hàng HTS 500RF cũng như HTS 700RF thì em có clip review chi tiết rồi. Rất nhiều bác có hỏi em rằng là hai cái mã hàng này nó khác nhau gì. Trước tiên thì em sẽ đi lại về cái thông số kỹ thuật nhanh của hai cái mã hàng 500RF và 700RF để các bác cùng nắm các bác nhé. Mã hàng HTS 500RF và HTS 700RF thì đều là dòng loa 5.1 kênh. Các bác hình dung là loa 5.1 thì bao gồm sẽ có 5 loa và một súp, .1 là một súp, tức là một loa siêu trầm. Thì hai thằng này đều có một loa siêu trầm. Với hệ thống 5 loa thì nó bao gồm là các cái loa surround nhỏ đây. Các bác nhìn này, có hai loa nhỏ đây và hệ thống các cái loa nhỏ, loa tích hợp ở trên thân của cái loa thanh này. Hai thằng thì đều có một cái loa thanh và có hai loa bên cạnh. Nhìn về cái hình dáng và thiết kế bên ngoài thì thằng HTS 700RF sẽ có hai cái loa bên cạnh là cao và dài hơn rất nhiều so với của con 500RF. Giá bán tại hệ thống điện máy Ecomat đang bán cái con 500RF này sau khi đang chạy hành trình cho trừ hết là về còn khoảng 6 triệu. Hai thì giá nó còn khoảng là 8 triệu 390 nghìn các bác nhé, chênh nhau khoảng hơn 2 triệu một chút. Mã hàng HTS 500RF và 700RF thì đều là loa 5.1 kênh, bao gồm có một thanh loa chính, một loa super và hai loa thanh đứng. Của 700 là hai loa thanh đứng, còn của 500 là hai loa vệ tinh. Đây các bác nhìn này, bên phải và bên trái của 500RF. Công suất của hai thằng này thì các bác hiểu đơn giản nó giống nhau, cùng là 1000W. Hệ thống loa siêu trầm. Loa siêu trầm của hai thằng thì đều có một cái thiết kế giống nhau, có màn hình hiển thị đây. Các bác có thể lựa chọn các cái tính năng chức năng của cả 500RF và 700RF trên cái này. Các bác chọn bật Bluetooth, tăng giảm âm lượng, chọn nguồn tín hiệu. Đây, USB, cắm USB kết nối với TV hoặc là analog hoặc là Bluetooth thì các bác sẽ chọn ở đây. Tắt bật cũng trên này. Rất là tiện, không cần phải sử dụng điều khiển nữa. Hai thằng này thì đều có thiết kế về loa siêu trầm là giống nhau, và cái con loa siêu trầm này là có dây là sao, có dây là các bác kết nối trực tiếp với hệ thống các cái loa loa sao ba thanh thẳng này và cái loa vệ tinh hoặc là loa thanh đứng trên 700RF thì đều là kết nối có dây. Đây là có dây. Một số dòng cao cấp hơn của Sony là như các cái con như HTLT5 hoặc là HTX9000F hoặc là HTS5000 có súp, thì đó là dòng súp kết nối với các cái loa vệ tinh là không dây. Hiện tại thì các cái cổng kết nối thì em đã giới thiệu các bác rồi. Đấy thì các bác có hiểu đơn giản là như vậy. Về cái định dạng âm thanh thì trên hai thằng cũng tương tự nhau. HT700RF và HTS500RF thì đều có định dạng âm thanh Dolby Digital. Các bác hiểu đơn giản là đây là cái định dạng âm thanh cho chất lượng âm thanh rất là hay. Nó mang lại cái trải nghiệm khi mà các bác xem trên những cái dàn 500RF và 700RF này, xem những cái nguồn phim, nguồn tín hiệu cho chất lượng chuẩn thì các bác sẽ trải nghiệm cái hiệu ứng âm thanh giống như trong rạp chiếu phim vậy. Đấy thì một số cái chia sẻ nhanh của em về hai thằng 500RF và 700RF để các bác cùng nắm được và so sánh, cũng như là đưa ra những cái lựa chọn tùy vào cái không gian, vị trí đặt loa sao ba của các bác thì các bác sẽ lựa chọn là loa thanh đứng hay là hai cái loa vệ tinh nhỏ
các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của em ngày hôm nay.